Xin kính chào bác Lộc, xin chào quý vị. Hải đang có mặt ở chùa Kiều Đàm, chùa Ni. Chiều nay có hẹn với cháu Hằng, cháu mà bị mắc bị cườm nước đó. Nhưng mà khi đến thì cháu đã lên xe đi về quê ở Trảng Bàng rồi. Nên là có hỏi thăm ni sư ở đây thì đây là nơi sinh hoạt của những người mù, và thỉnh thoảng có những buổi thuyết giảng thì những người mù đến đây được nghe giảng đạo, và có những tình nguyện viên là những em thanh niên nè đến động viên chia sẻ giúp đỡ, nên là về mặt tinh thần những người chẳng may bị khiếm thị đó đều có nơi để tu tập, nơi được sinh hoạt tinh thần đó. Nhưng mà tiếc quá, bây giờ đến thì cháu Hằng có điện nhỡ cuộc lò gọi rồi và không có gặp được, thì bác Lộc cũng yên tâm là chỗ cháu Hằng đó vẫn bình an. Và có qua trao đổi điện thoại thì cháu Hằng có báo cáo là cháu bị bẩm sinh 10 năm nay, và trường hợp của cháu là bị cườm nước mà dạng bẩm sinh, bác sĩ không thể phẫu thuật được đó, thì báo cáo với bác Lộc như vậy. Rồi hôm nào sẽ gặp được với cháu Hằng thì sẽ ghi hình trực tiếp thêm nha bác Lộc ha. Cháu đã liên lạc được với cháu Hằng rồi, thì quê của Hằng là ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Cháu Hằng báo là chiều nay sẽ, sau khi ở chùa này đó, là sẽ đi về Trảng Bàng thăm mẹ. Thì Hải đến thì hẹn 3:30, Hải đến trước 15 phút thì cháu Hằng đã đi cách đó vài phút rồi, vì đi theo xe bít á nên là không có chờ được. Sorry bác Lộc nha. Đó, vài thông tin cập nhật để bác Lộc cùng quý vị hiểu hơn, chia sẻ với cháu Hằng. Người mù ở góc đường Âu Cơ với lại đường Ba Vân đó vậy. Đây mấy cái tình nguyện viên lo cho chùa, lo cho những người mù của Sài Gòn đó vậy. Rồi, bây giờ mời quý vị theo Hải Công Minh quay trở lại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè. Ngày xưa có tên là đường Công Lý đó. Rồi, bên tay trái là chùa Vĩnh Nghiêm nha quý vị. Rồi, dòng ở đây là dưới cầu Công Lý nè. Đó, hãy vòng lại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Công Lý quý vị xem nha. Đây là chùa Nghiêm. Đó, cái hẻm bên cạnh chùa Quảng Đức là chùa Kiều Đàm, nơi mà sinh hoạt của người mù đó quý vị. Rồi, mời quý vị theo hành vào trung tâm quận 1 chiều chủ nhật 23 tháng 4 2017 nha. Trời chiều hôm nay mưa quý vị, nhiệt độ khoảng 27 độ C. Đường Lý Chính Thắng nè.
quốc tỏa. Võ Thị Sáu à, có cái cung thiếu nhi của thành phố đó. À, bên phải đây là đường Thú Xương. À, phía trước là đường Phan Thanh Giản cắt ngang, vậy bây giờ là Điện Biên Phủ nè. Xưa là đường Hồng Thập Tự đó. Rồi bây giờ là Dinh Độc Lập nào, cái gì bên phải đây. À, chiều nay đoàn tham quan đang ở trong dinh đó, gì không? Đó, đây là khu downtown của Sài Gòn, khu hướng gì, khu trung tâm nè. Chiều ta đi tham quan đó. À, tập thể dục dẫn con chó đi theo.
bên phải là tòa án thành phố nữa gì. À, kiến trúc thời phục địa vẫn còn y nguyên ha. Rồi, phía trước là ngã tư với đường Gia Long. Gia Long nữa vậy. Không phải đây là thư viện tổng hợp lớn nhất Sài Gòn nè. Đường Lê Thánh Tôn. Đường Lê Lợi là chợ Bến Thành. Đứng trước đây bên phải là quảng trường trung tâm mua sắm Sài Gòn Square này. Đó, khách du lịch khi đến Sài Gòn hay đến đây để shopping đó vậy. Rồi, quẹo ở đây là đường Quỳnh Quốc Kháng. Trường cao đẳng với được cao thắng cái gì xem trường cao thắng nè. À, nhìn ngược ra. Ok, thank you, see you quý vị nha.